Nội dung tiếp theo các bạn sẽ đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn giá trị gia tăng ngày 3 tháng 1 và căn cứ họ và tên người mua hàng, công ty FCF Việt Nam. Các thông tin ở trên thể hiện công ty luật Lincoln, do đó đây sẽ là hóa đơn bán ra số 149. Với doanh thu của mảng dịch vụ, công chứng giấy tờ, tổng số tiền là 1.210.000 đồng, thu ngay bằng tiền mặt. Do đó đằng sau hóa đơn sẽ là chứng từ phiếu thu đi kèm, sẽ phản ánh làm tăng tiền mặt tại quỹ. Và căn cứ vào nội dung, chúng ta đã biết trong công ty luật Lincoln gồm 3 dịch vụ chính, bao gồm dịch vụ tư vấn luật, dịch vụ công chứng, hợp đồng nhà đất và các dịch vụ khác. Căn cứ vào nội dung của hóa đơn bán ra là mảng dịch vụ công chứng giấy tờ, do đó chúng ta sẽ phải phản ánh vào đúng doanh thu của mảng dịch vụ công chứng khác, tài khoản doanh thu 51133. Và khi thực hiện việc tính giá thành, chúng ta sẽ phản ánh đúng vào tài khoản 63233. Các bạn sẽ phản ánh nghiệp vụ nợ cho tài khoản 111 làm tăng tiền mặt tại quỹ do hình thức thanh toán thu ngay bằng tiền mặt. Tổng số tiền là 1.210.000 đồng. Có cho tài khoản 51133 làm tăng doanh thu của mảng dịch vụ công chứng khác và có cho tài khoản 33311 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp. Đặc thù của mảng dịch vụ thì chúng ta sẽ phản ánh giá vốn. Trong phần tính giá thành sẽ có phần nghiệm thu công trình, nợ cho tài khoản 63233 làm tăng giá vốn của mảng dịch vụ công chứng khác. Có cho tài khoản 154 chính là toàn bộ các chi phí được phản ánh ở các hóa đơn mua vào với nội dung là mua công cụ, mua tài sản hoặc các chi phí bỏ ra thuộc mảng dịch vụ công chứng khác. Như vậy chúng ta sẽ căn cứ vào nội dung hạch toán hóa đơn số 149 và thực hiện hạch toán trên phần mềm MISA như sau. Hóa đơn bán ra, các bạn sẽ vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng. Chúng ta sẽ lần lượt hạch toán đi từ trên xuống dưới và đi từ trái sang phải. Chọn một nhỏ, bán hàng hóa dịch vụ trong nước. Với mảng dịch vụ, chúng ta không có nhập kho cũng như xuất kho. Do đó, các bạn phải bỏ tích kiêm phiếu xuất kho để phần mềm bỏ phiếu xuất cũng như không phản ánh giá vốn. Và chúng ta sẽ phản ánh giá vốn của mảng dịch vụ khi thực hiện việc tính giá thành. Tích chọn nhận kèm hóa đơn để thể hiện táp hóa đơn và phần táp thuế. Chọn đúng hình thức, thu ngay bằng tiền mặt. Ở phiếu thu, các bạn sẽ điền thông tin của khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FCF Việt Nam. Với mã khách hàng mới khi các bạn tìm kiếm chưa có, chúng ta sẽ tích vào phần dấu cộng và căn cứ vào mã số thuế nhấn lấy thông tin. Phần mềm sẽ tự động cập nhật tên cũng như địa chỉ của công ty. Lúc này các bạn có thể để phần mã theo phần mềm tự động cập nhật hoặc sửa lại làm sao cho phù hợp. Sau đó chúng ta sẽ nhấn cất. Và chúng ta sẽ điền lại ở phần lý do, phản ánh doanh thu của mảng dịch vụ công chứng giấy tờ. Ngày trên hóa đơn là ngày 3 tháng 1 năm tài chính. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ thông tin sang phần tab hóa đơn. Các bạn sẽ điền hóa đơn số 149 ngày 3 tháng 1. Lưu ý khi các bạn quên hạch toán ngày trên hóa đơn đã thực hiện cất chứng từ, khi nhấn bỏ ghi, nhấn sửa thì các bạn phải nhớ sửa lại toàn bộ ngày hạch toán, ngày chứng từ và cả ngày trên hóa đơn. Điền xong phần thông tin chung, các bạn sẽ xuống phần mã hàng và chúng ta sẽ tích vào phần dấu cộng để khai báo doanh thu của mảng dịch vụ. Ở phần mã các bạn sẽ để là doanh thu của mảng dịch vụ công chứng khác. Tên thì các bạn sẽ phản ánh chi tiết doanh thu dịch vụ công chứng khác. Tính chất lúc này các bạn sẽ chọn là dịch vụ. Và khi tạo mã của các tài khoản doanh thu, chúng ta phải lưu ý phản ánh đúng doanh thu cũng như chi phí. Với doanh thu của mảng dịch vụ, các bạn phải chọn tài khoản 5113, chi tiết là 51133, doanh thu mảng dịch vụ công chứng khác. Và đồng thời phản ánh chi phí giá vốn 63233, giá vốn dịch vụ công chứng khác, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%, căn cứ vào trên hóa đơn. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ các tài khoản doanh thu. Nghiệp vụ phản ánh nợ cho tài khoản 111 làm tăng tiền mặt tại quỹ, có cho tài khoản 51133 làm tăng doanh thu mảng dịch vụ công chứng và có cho tài khoản 33311. Với tổng doanh thu của mảng dịch vụ
là 1.100.000. Sang phần 2 nhỏ thấp thuế, các bạn sẽ kiểm tra lại phần trăm thuế suất. Và lưu ý các bạn không được phép thay đổi cũng như sửa lại tài khoản thuế giá trị gia tăng. Với đặc thù của mảng dịch vụ, chúng ta sẽ phải luôn có công trình tương ứng. Do đó, ở phần 3 nhỏ thống kê, các bạn phải nhớ chọn công trình của mảng dịch vụ công chứng khác, kiểm tra lại toàn bộ nội dung và tổng số tiền cuối cùng, 1.210.000 đồng. Đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ phản ánh nội dung, hạch toán, hóa đơn, bán ra, doanh thu của mảng dịch vụ. Và để kiểm tra lại chứng từ mà các bạn vừa hạch toán, chúng ta sẽ vào phân hệ bán hàng, chọn tab bán hàng, chọn kỳ mà các bạn muốn kiểm tra, sau đó nhấn lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động cập nhật chứng từ mà các bạn vừa hạch toán. Với trường hợp hạch toán sai thì các bạn sẽ nhấn vào bỏ ghi và nhấn sửa để sửa lại các nội dung. Và sửa lại xong thì các bạn phải nhớ nhấn cất để phần mềm cập nhật lại chứng từ mà các bạn đã sửa. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn thực hiện hạch toán hóa đơn bán ra số 149 trên phần mềm kế toán MISA.